Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, nguyên nhân gây ngộ độc là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật. Cụ thể ở đây là do lụa nhiễm Salmonella, một loại vi khuẩn có thể gây bệnh viêm dạ dày, viêm ruột, với triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy và bệnh thương hàn, sốt cao, đổ mồ hôi, nôn mửa, tiêu chảy. Theo Cục An toàn Thực phẩm, vi khuẩn này sau khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống có thể gây ngộ độc ngay lập tức hoặc vài ngày sau mới có triệu chứng. Điều này lý giải vì sao trong 5 ngày qua liên tiếp có những ca công nhân nhập viện. Tính đến 16 giờ chiều nay, ngày 15 tháng 7, đã có 232 ca ngộ độc được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trong đó có 143 trường hợp ngộ độc với các dấu hiệu điển hình như đau bụng, đi ngoài liên tục, đau đầu, nôn mửa. Hiện còn 15 ca đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi. Những trường hợp bệnh nhân không ăn trưa tại công ty hoặc vào xưởng làm việc được 15 đến 20 phút xảy ra nôn mửa, ngất xỉu được Cục An toàn Thực phẩm lý giải, đó là phản ứng dây chuyền chứ không phải do khí độc.